Minh Toàn xin trân trọng mến chào các anh chị và các bạn. Hiện tại là Minh Toàn đang đứng tại bãi biển Bãi Cháy. Và đây là mùa hè nên mà cái lượng người về tắm biển Bãi Cháy rất là đông. Bãi biển Bãi Cháy thì trước đây nó là nằm ở trong cái cách đây khoảng 1 km. Bây giờ thì nó dồn ra phía ngoài này rồi. Và bây giờ Minh Toàn sẽ xin mời các anh chị Minh Toàn chúng ta hãy đi dạo một vòng của biển Bãi Cháy, xem biển Bãi Cháy như thế nào nhé. Đây, ở biển bãi biển thì hay có các cái dây phao như thế này. Đấy, này hút đông, rất là đông trẻ em luôn. Hút rất là đông trẻ em luôn. Có một dây phao chôn dây phao dưới. Nhiệt độ ngoài trời bây giờ là đang là 26-27 độ C. Chính vì thế mà người về đây tắm biển khá là đông. Trước đây thì trên này cách đây khoảng trên cái răng rửa trên này thì cách đây khoảng 1 km, bãi biển nó nằm ở trên đấy. Đây. Ngoài khu kia là đang đóng cái cầu tàu. Đóng cái cầu tàu. Đây có em, các em gái khá là xinh. Đấy, ví dụ như em đằng trước này là xinh luôn. Rồi em này đi tắm biển mặc khá là lúc tắm biển thì các anh chị cũng nên nhớ là nó có các cái đường phao nhỏ nhỏ đằng trước, nếu mà chúng ta mà có đi bơi thì đây các dây phao này là nó hạn chế cái vùng tắm của chúng ta ở phía ngoài. Đây, chúng ta sẽ đi dọc tiếp theo cái bờ biển này để gửi đến cho các anh chị có cái hình ảnh. Cách đây một tháng thì Minh Toàn là gửi một số cái hình ảnh đến cho anh chị, nhưng mà bãi biển rất là vắng. Ngay cái bãi biển này thôi thì bây giờ thì cái lượng người về đây tập trung rất là đông luôn. Wow, đằng trước có một số em gái rất là xinh. Trước mặt chúng ta là cái đảo đấy, là đảo ở ngoài Vinh rồi đấy. Ngoài Vinh. Thank you.
đoạn này khá là đúng để tắm rồi. Tắm biển ăn mặc không giống ai luôn. Dọc cái bài này khá là rộng luôn các anh chị ạ. Đây, em nhỏ tí hon. Hôm qua thì là ở tại biển Bãi Cháy này là mới thông cái đường báo biển, đường mà ô tô nó đậu nhiều nhiều ấy, là đường báo biển. Hôm qua mới thông và có caravan ở đây, có các cái biển báo nhảy. Mình toàn quay một số hình ảnh nhưng mà có tiếng nhưng mất luôn hình, do trục trặc về máy quay.
lại cháy mới đấy, mới vào mùa thôi, hôm nay cũng là cuối tháng 4 vào mùa thôi, nhưng mà nhìn rác rất là bẩn. Đây, các cái rác này rất là bẩn. Và Minh Toàn sẽ đi dọc vô đến tận phía đằng cuối kia. Minh Toàn xin phép là dừng cái video này ở đây. Cảm ơn các anh chị và các bạn theo dõi video, theo dõi về các cái nơi du lịch của Hạ Long, như là các danh lam thắng cảnh hay là các cái bãi biển. Thì rất mong các anh chị và các bạn chúng ta hãy nhấn nút đăng ký kênh miễn phí để là người đầu tiên được theo dõi các video mới thú vị. Cảm ơn anh chị và các bạn rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo.